Đây là cái video mà mình làm ra để kể về cái câu chuyện ma sói. Hồi xưa các bạn có bao giờ nghe về cái câu chuyện ma sói hoặc là đã từng xem về cái câu chuyện ma sói không? Thì bây giờ các bạn hãy xem mình làm ra video này bằng cái công cụ AI nó như thế nào nha. Ok, bắt đầu nào. Capable of transforming into a wolf or a wolf-like hybrid known as therianthropy. This transformation can occur willingly or as a result of a curse or affliction. Early sources that mention belief in lycanthropy. Thì rất là nhiều cái câu chuyện trên thế giới, thì các bạn cứ nghĩ coi, mỗi một cái video như vậy là một cái câu chuyện, thì cái việc mà chịu view hoặc cái việc mà nhiều view đó là điều có thể hoàn toàn xảy ra. Hello các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ngách hoàn toàn mới mà nó rất là độc đáo, ở trên thị trường chưa có ai làm. Nếu như mà bạn xem video này và sau đó có thấy một cái video nào khác làm về thị trường này thì đó chính là video bản sau khi mà xem cái video của mình nha các bạn nha. Thì cái ngách này á, là nó hoàn toàn độc đáo, nó có tên, nó gọi là sinh vật huyền thoại. Và các bạn rất là biết nhiều về những cái video mà làm về sinh vật huyền thoại trên thế giới hoặc là ở Việt Nam, về những cái con vật rất là lạ, rất là độc, đúng không? Nhưng mà làm sao để mình bằng AI để mình tạo ra được những cái hình ảnh và những cái video, thì đây là cái video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra được một cái video như vậy, và đặc biệt là nó có thể viral. Và các bạn cứ nghĩ đi, không chỉ có thể kiếm được tiền ở Việt Nam bằng cái việc view, mà các bạn có thể là làm view ngoại để mình có thể kiếm được tiền. Và nếu như bạn quan tâm về chủ đề này thì hãy comment xuống bên dưới chữ quan tâm để mình biết, mình sẽ làm nhiều video về chủ đề là kiếm tiền bằng AI để hướng dẫn cho bạn, và mình mong cho bạn sẽ kiếm được tiền từ nó. Vì vậy nên hãy comment xuống dưới chữ quan tâm các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên, đó chính là tạo một cái kênh mới. Thì bây giờ các bạn hãy nhìn vào đây. Ban đầu đây là một cái kênh YouTube của mình các bạn ha. Thì bây giờ mình muốn tạo ra một cái kênh mới. Nếu như các bạn đã có kênh YouTube rồi, tạo ra một cái kênh mới thì nó sẽ là cái kênh phụ. Còn nếu như cái kênh đó là cái kênh chính hoàn toàn thì các bạn có thể là bấm vào và tạo kênh luôn. Thì ở đây là mình có kênh rồi. Và ở đây là kênh của mình nhưng mà mình không xài kênh này. Bây giờ mình sẽ tạo một cái kênh phụ ha. Thì bây giờ mình bấm vô cái nút đó là nó sẽ chuyển qua cái kênh này. Và đây mình sẽ tạo một cái kênh phụ. Rồi thì khi mà ở đây á, chúng ta sẽ tạo cái tên kênh thì mình có nhờ ChatGPT tạo ra cho mình. Đó là về cái sinh vật là huyền thoại hoặc là bí ẩn. Thì mình có kêu là ChatGPT tạo ở đây bằng tiếng Anh. Thì mình đã có rất là nhiều tên kênh ở đây, thì mình sẽ chọn cái tên kênh đầu tiên. Các bạn có thể bấm bầu lại và coi ha. Thì khi mà mình chọn cái tên kênh này rồi á, thì mình sẽ kêu nó là viết một cái đoạn mô tả bằng tiếng Anh về cái tên kênh này. Thì ở dưới đây là nó viết cho mình nè các bạn. Cái này là viết bằng tiếng Việt, thì viết bằng tiếng Anh. Thì bây giờ mình có tên kênh rồi, mình sẽ copy và mình đặt vào cái tên kênh của mình. Ctrl C. Và ở đây mình sẽ bấm là ok, tôi hiểu rồi, tạo ra. Sau khi có tên kênh cũng như là đoạn mô tả thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải có logo cũng như là banner cho kênh. Thì mình dùng cái công cụ là Leonardo. Thế công cụ Leonardo này là mình đã có làm một cái video khác hướng dẫn cho các bạn trên kênh, các bạn có thể tìm lại là Leonardo Vua Sơn Hào là ra các bạn ha. Thì khi mà các bạn vào trong cái trình duyệt của Leonardo nó như vậy thì mình sẽ kéo xuống, mình không cần phải là tự tạo câu lệnh. Các bạn có tự tạo câu lệnh cũng ok, nhưng mà mình đã có những cái nơi mà gọi là dùng thử, những cái người này là những người đã tạo ra câu lệnh rồi, thì mình chỉ cần thấy hình ảnh nào mà nó phù hợp với lại cái phong cách của mình thì mình chỉ cần làm vay mượn cái ý tưởng và mình lấy lại, mà mình remix nó lại thôi các bạn. Thì mình thấy là cái hình ảnh ở đây nè, nó cũng liên quan về nhân vật huyền thoại nè và cũng dữ dằn nè. Có thể là mình sẽ lấy cái này mình bấm vô và nó sẽ ra như vậy. Thì mình sẽ bấm là create nè các bạn, create with model nè. Nhưng mà mình muốn đây không phải là một video lý thuyết, vì vậy nếu các bạn đang ngồi trên máy thì hãy lấy máy ra và thực hành cùng với mình ngay nha. Ok, rồi, và khi mà nó create ra ngoài đây á, thì bắt đầu là mình sẽ dùng cái câu lệnh của mình để mình làm giống y chang như cái nhân vật đó các bạn. Dùng cái câu lệnh giống y chang nhân vật đó thì mình ở đây có nhờ vào ChatGPT để mình mượn cái hình ảnh. Ví dụ như mình mà cũng không có biết những cái lời nhắc từ khóa như thế nào, hoặc là mình cũng không có rành về tiếng Anh á, thì mình có dùng ChatGPT thì mình có kêu nó nè, hãy dịch các từ khóa này bằng tiếng Anh. Ví dụ như mình dịch là quái vật thần thoại nè, nằm trong vòng tròn, có nghĩa là trong cái logo làm banner các bạn. Rồi dữ tợn với mắt màu đỏ, gương mặt tàn ác, màu xanh lá cây, logo. Thì ở đây nó làm cho mình bằng tiếng Anh. Mình sẽ copy những cái này nè các bạn. Rồi mình đem qua đây, đó mình dán như vậy vô. Thì khi mà mình gen ra xong á thì nó ra cái hình ảnh logo như này. Đó các bạn thấy không? Cái hình ảnh logo như vậy. Thì cái này là cái y chang như cái hồi nãy mình đã làm, mình chọn vô cho các bạn coi lại cái mẫu ha. Đó thì nó sẽ ra như vậy, và sau đó là mình chỉ việc tải về và mình đăng lên thôi. Đó, ví dụ như cái này phải không? Các bạn thấy ok nè. Xong sau đó là các bạn bấm ở đây và tải về. Ở trên đây banner thì nó cũng y chang như vậy. Banner thì các bạn nhớ nha, các bạn hãy nhìn ở bên đây nè, cái cột ở bên phải nè. Khi mà làm logo, mình quên nhắc lại, khi mà làm logo này á thì các bạn nên chọn là cái kích thước này các bạn. 1024 là hình vuông nè, hình vuông đó.
Rồi ở dưới đây, trên đây mình chỉ chọn hai cái thôi để mình xem ra, mình gen ra thôi chứ không cần phải dùng nhiều. Ở đây thì nó cho mình được đến 150 cái credit để mình dùng lận, và mỗi một ngày nó sẽ refund lại cho mình các bạn ha. Và tiếp theo tới đây á, là các bạn tạo ra cái banner cho YouTube á, thì các bạn sẽ để ý cho mình là cái phần ở dưới đây thì ở đây là 1024, nhưng mà ở dưới này các bạn thì nó, mình sẽ kéo hết về luôn, nó là 52 các bạn ha, thì nó sẽ tạo ra cho mình cái hình nó dọc như vậy. Và mình vẫn giữ y chang nha các bạn, mình vẫn giữ y chang cái câu lệnh của mình ở đây nè. Thấy không, các bạn thấy cái câu lệnh trên đây và câu lệnh dưới đây giống nhau không? Thì cái câu lệnh nó vẫn nằm ở đây, xong rồi sau đó các bạn sẽ gen ra thì nó sẽ gen ra giống như vậy. Rồi sau khi mà mình download logo về á, thì cái bước tiếp theo là mình sẽ tạo banner cho cái này, thì mình sẽ vào Canva. Và vào Canva đây á, thì các bạn có thể thấy ở đây có cái chữ là YouTube banner nè, các bạn bấm vào. Rồi, và khi mà bấm vào á, thì nó sẽ qua trang này, mình sẽ copy, ví dụ như mình lấy cái này luôn. À chưa, mình kéo này, mình bấm vô cái hình đó mình kéo mới qua được. Ok, mình thả lên đây. Rồi thì nó sẽ qua đây cho các bạn. Đó, hồi nãy mình có làm hình rồi nè, bây giờ mình làm lại cho các bạn coi. Bấm vào và mình chọn vào đây, mình bấm là đặt là hình nền luôn. Rồi, xong rồi sau đó là mình sẽ để một cái câu gì đó ở trên cái banner này các bạn ha. Mình sẽ vào cái văn bản này và mình cũng có nghĩ ra được một cái câu cho cái banner này, nó gọi là hãy viết lại bằng tiếng Anh cái câu là khám phá những bí ẩn trên trái đất mà chưa ai nói cho bạn biết. Cái này mình tự sáng tạo thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu, các bạn có thể là tự suy nghĩ theo cái sự sáng tạo của các bạn. Rồi mình copy câu này, mình chọn C, rồi mình qua đây bắt đầu cái mình lấy cái chữ trên văn bản này nè, mình bấm tiêu đề, xong mình bấm Ctrl V đây, rồi mình canh chỉnh nó lại, rồi mình sẽ để màu vàng lên nổi liền đó, thấy không? Rồi mình thêm hiệu ứng vào các bạn, hiệu ứng ở đây là hiệu ứng mà này coi đó, ok, nhìn cho nó bắt mắt xíu đó, các bạn thấy không, nãy nguyên cái hình này của mình nè. Ok, rồi xong, đơn giản vậy thôi. Rồi mình đào về và để có những cái hình ảnh làm video và đăng lên trên các nền tảng mạng xã hội như vậy, thì bây giờ mình sẽ có ba cái công cụ để cho các bạn dùng. Đầu tiên đó là dùng bằng Pinterest, cái thứ hai là mình sẽ dùng bằng Google, và cái thứ ba là mình sẽ dùng bằng ChatGPT hoặc là những cái công cụ AI khác. Thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn là dùng bằng Pinterest các bạn ha. Trên Pinterest này nó rất là nhiều cái câu chuyện ở trên đây, thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ giống như là cái từ khóa mình đưa cho các bạn đi, đó là về chuyện về sinh vật thần thoại. Nếu mà không biết tiếng Anh thì mình có thể dịch ra bằng này. Rồi bắt đầu mình copy cái này Google dịch và mình qua bên Pinterest và mình gõ vô cái thanh tìm kiếm như vậy nè, mình bấm Ctrl V và bắt đầu gửi ra đó, thì các bạn sẽ thấy là sinh vật thần thoại trên đây rất là nhiều, không thiếu cho các bạn chọn luôn á. Mỗi một cái như vậy là một sinh vật thần thoại nè, thì có phải là đây là một cái ngách rất là hay để cho các bạn làm không? Ví dụ bây giờ mình sẽ lấy một cái sinh vật như này đi. Rồi, và mình thấy cái này cũng hay hay đó. Bây giờ mình sẽ mở cái link này lên, xong rồi sau đó mình sẽ copy lại cái câu chuyện này và mình sẽ nhờ ChatGPT kể lại cho mình nghe câu chuyện này như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ copy nó. Mình quay cái video này hơn 1 tiếng rưỡi mà mình edit xuống còn khoảng chừng 24 phút. Mình biết là cái video này cũng dài, nhưng mà nó là từ A cho đến Z những cái mà mình chia sẻ trong cái video. Vì vậy nếu như mà bạn thấy video này dài quá thì có thể bấm ở cái nút 1.5 đây nè, nhân lên tốc độ 1.5 lần để cho các bạn coi hết video. Xong rồi sau đó là muốn thực hành á, thì hãy bấm tốc độ bình thường lại để thực hành nha các bạn nha. Vì vậy nếu như các bạn đang ngồi trên máy á, thì hãy bấm coi hết một lần, xong rồi sau đó thực hành cùng với mình ngay nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên ChatGPT để mình kêu nó là hãy kể lại. Để mục đích của mình là nhờ cái ChatGPT kể câu chuyện này để làm gì? Kể lại để cho nó có một cái văn phong khác hơn, và cũng như là không phải là kiểu như là mình ăn cắp trực tiếp cái ý tưởng của người ta, mà mình đã có nhờ qua ChatGPT xào nấu nó lại các bạn. Rồi ở đây thì mình có được dùng ChatGPT để mình tạo ra cái câu chuyện như vậy. Thì mình có thể, nếu như mình biết tiếng Anh thì mình sẽ phải thêm bớt thêm một nữa câu chuyện. Còn đây là mình sẽ gọi là đưa cho bạn cái quy trình để bạn thực hành thôi các bạn ha. Rồi ở đây ví dụ như mình sẽ kêu nó là, ví dụ nguyên cái câu chuyện như vậy thì làm sao mà mình biết được là mình sẽ tạo hình ảnh như thế nào. Thì mình hãy kêu nó là, rồi và ở dưới đây là mình sẽ kêu nó một cái câu lệnh là hãy tạo các lời nhắc chuyển từ văn bản thành hình ảnh cho cái câu chuyện để mình làm ở trên cái Leonardo AI các bạn ha. Thì mình ví dụ như nguyên cái này đi thì làm sao mình viết được đúng không, thì mình phải kêu tạo lời nhắc, thì nó sẽ tạo lời nhắc tầm khoảng chừng 8 cái lời nhắc khác nhau. Thì ở đây nó sẽ có nè, hãy tạo hình ảnh một người đứng giữa hai thế giới, một phía là con người bình thường và phía khác biến hình thành con sói hung dữ. Thì bây giờ những cái này ok, bắt đầu ok rồi, mình hãy kêu nó là hãy dịch sang tiếng Anh, để tại vì Leonardo thì chỉ dùng tiếng Anh đó các bạn, hãy dịch sang tiếng Anh. Ok, rồi thì có rất là nhiều câu lệnh ở đây. Bắt đầu là mình sẽ tạo cái này, mình sẽ lấy copy này, rồi và mình sẽ qua lại Leonardo cũng y chang như vậy, và mình để ở trên đây ví dụ
Ví dụ là mình làm bằng cái 96, 96 là ở trên sọt đây đúng không? Thì bây giờ ở đây mình sẽ chọn là 916, bấm vào, ok. Khi mà chọn 916 xong rồi bắt đầu mình chỉ chọn hai cái thôi. Ai mà có nhiều hơn thì chọn. Rồi ở đây mình sẽ bấm gen. Rồi sau khi mà gen đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ ra hai cái hình ảnh như vậy các bạn. Rất là hay và rất là đẹp đúng không? Rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục tìm thêm cái từ khóa tiếp theo, mình làm tiếp theo nữa, cứ như vậy mà hết các bạn ha. Để mình sẽ tạo ra các cái hình ảnh trước tiên cho video của mình, trước tiên cho cái nhân vật của mình. Xong rồi sau đó mình sẽ tiếp tục thêm những cái hình ảnh khác vô nữa, chứ mình sẽ không chỉ đưa những cái slide này và mình cứ chuyển qua chuyển slide, thì như vậy nó sẽ rất là khó để bật kiếm tiền và cũng như là ít có cái sự sáng tạo. Bây giờ rất là nhiều kênh làm như vậy rồi thì mình sẽ phải làm những cái điều khác hơn. Và cứ vậy các bạn, cứ vậy mà cái mình tiếp tục sửa tiếp nữa ha. Rồi mình sẽ gen ra coi coi nó như thế nào, cái hình thứ ba, và các bạn cứ làm như vậy cho đến hết. Ví dụ như mình đây có 8 rom thì mình sẽ làm hết 8 cái câu lệnh câu nhắc luôn. Rồi các bạn sẽ nhìn nè. Thì bây giờ tiếp theo á, là mình sẽ phải tạo cái giọng nói cho cái câu chuyện của mình. Thì bây giờ tiếp theo mình tạo một giọng nói bằng cái gì? Mình sẽ tạo giọng nói bằng Eleven Lab. Và mình sẽ dùng cái công cụ là Eleven Lab này. Cái công cụ Eleven Lab này là sẽ chuyển từ cái văn bản thành giọng nói các bạn ha. Thì ở bên đây á, mình đã hồi nãy có đưa cho nó là kể cái câu chuyện bằng tiếng Anh rồi, nhưng mà cái câu chuyện này nó rất là dài. Thì bây giờ ở cái chỗ mà kể về câu chuyện này là các bạn nãy có theo dõi đúng không? Thì ở đây nè, mình sẽ bấm là chỉnh sửa lại, là kêu nó là kể câu chuyện này bằng tiếng Anh và chỉ cần 59 giây thôi. Đó, ok, mình sẽ enter. Xong rồi sau đó là mình sẽ save và submit nó lại các bạn ha. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè, đó, nó sẽ viết lại cho mình. Cái câu chuyện này nó chỉ cần là 59 giây thôi. Thì ở đây là nó đã viết cho mình cái câu chuyện 59 giây. Rồi, và mình sẽ copy câu chuyện này. Sau đó là mình sẽ qua cái Eleven Lab này lại. Cái Eleven Lab là cái nơi mà để từ văn bản nó chuyển thành giọng nói các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ control, mình tắt cái này đi và mình dán Ctrl V lại vào. Rồi và sau đây là ở trên đây mình sẽ đều có thể chọn được những cái giọng, thì mình chọn ở đây một cái giọng đơn giản cho các bạn thấy luôn là cái giọng của Daniel nè. Đó, cái giọng này nó có giọng là giọng sâu nè, nó mình chọn vào. Ok, mình đã chọn rồi. Và bây giờ bắt đầu là mình gen cho các bạn coi ha. Rồi và sau khi gen xong á, nó sẽ ra cái giọng như vậy các bạn nghe nè. A werewolf, also known as a lycanthrope, is a mythical or folkloric creature capable of transform. Ok, và khi mà xong cái này rồi bắt đầu mình sẽ bấm là download về. Ở đây thì nó hơn một phút, thì mình vừa download về xong rồi sau đó các bạn biết làm gì không? Mình sẽ cắt ra những cái đoạn mà nó thừa đi á, thì bắt đầu là mình sẽ kéo nó về. Ví dụ mà nó hơi dài hơn thì mình sẽ bấm x1 hoặc là x 1,5, 1,2 hoặc là 1,1 gì đó cho nó hơi nhanh hơn xíu, miễn sao là làm sao để dưới 59 phút là được. Thì nếu mà cái đoạn này dài quá thì mình vẫn có thể kêu ChatGPT để mình viết cái đoạn ngắn hơn các bạn ha. Rồi và tiếp theo để giúp cho cái video của bạn sáng tạo hơn và dễ bật kiếm tiền hơn, các bạn biết đó là gì không? Đó là không chỉ dùng những cái hình như vậy mà chúng ta còn phải dùng sáng tạo thêm bằng cái việc là edit video và những cái video minh họa nó được nó miễn phí cho cái mình các bạn. Thì mình sẽ gợi ý cho các bạn đó là sẽ là dùng Pixel hoặc là Pixabay đều được. Thì ở trên đây ví dụ như là cái chủ đề của cái video này là nói về người sói, thì nó sẽ là ở trong rừng hoặc là trên núi. Thì ở đây mình có thể để là forest là rừng đó các bạn, để chi forest background nè, để chi để khi mà mình có vừa video về hình ảnh này và vừa có video về ở trong cái Leonardo này như vậy á, thì người ta sẽ có rất là nhiều cái hình ảnh để hình dung và cũng như là sẽ có những cái đoạn làm cho chúng ta được khác biệt hơn và sáng tạo hơn các bạn ha. Rồi thì ở đây ví dụ như là mình nói về forest này đi, nhưng mà mình sẽ ghi là đất. Rồi và khi mà mình bỏ cái từ này á, thì nó ra như vậy. Thì mình sẽ kéo xuống các bạn, mình sẽ kéo xuống mình coi coi cái nào mà nó hay hay thì mình lấy. Ô, ví dụ như cái này đi, cái này rùng rợn nè, đó mình bấm vào đó. Và cái này mình đem về thì mình cắt 916 thì nó như vậy nè các bạn, cắt ra. Ok, mình sẽ tải xuống ha. Rồi và ví dụ như ở đây mình sẽ thêm nữa là bóng đêm, ví dụ như không biết tiếng Anh thì vẫn tiếng Việt vẫn ra mà các bạn. Rồi thì ở đây nó sẽ ra bóng đêm như vậy nè. Thì đây cũng có một cái gợi ý là cái mẹo cho các bạn nè, bấm vô bộ lọc nè, tất cả các hướng nè, mình để hướng dọc đó, hướng dọc là hướng video 916 các bạn. Đó thì nó ra nè các bạn, đó, wow, nó ra rất là nhiều thứ hay 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 nè, ha ha. Rồi ví dụ như mình bấm vô cái này đi. Rồi mình thấy nếu mà ok thì mình tải nó về. Rồi và cái công cụ tiếp theo để mình hướng dẫn cho các bạn đó chính là Pixabay. Trên Pixabay này thì mình sẽ làm cái gì? Trên Pixabay này mình sẽ dùng những cái đoạn âm thanh miễn phí đó mà chất lượng cao. Thì ở đây ví dụ như là
cái đoạn âm thanh mà mình muốn đưa cho các bạn đi, là Scary Music đi. Chọn lại ở đây, bấm chỗ là âm nhạc. Rồi, và khi mà nó qua đây á, thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều nè các bạn. Nè, bên đây là phút nè, đó phút nè, thấy không? Thì bây giờ những cái đoạn này mình thử nghe thử cái chỗ mà Creepy Music Box này như thế nào nha. Tại vì cái này á, là bản nhạc miễn music miễn phí bản quyền, nên là các bạn thoải mái dùng ha các bạn ha. Rồi, bấm nè. Hay không các bạn? Ok ha, ok mình tải về. Rồi mình sẽ đã có được một vài cái công cụ để mình bắt đầu mình làm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó chính là dùng cắp kết và chỉnh sửa hết tất cả những cái nguyên liệu nãy giờ chúng ta có các bạn ha. Rồi và sau khi có hết tất cả những thứ nguyên liệu như là voi nè, như là âm nhạc nè, như là hình ảnh nè, và như là những cái video minh họa nè, thì bây giờ chúng ta sẽ đem hết tất cả đem lên cắp kết và chỉnh sửa các bạn ha. Thì đầu tiên chúng ta mở cắp kết lên, thì chúng ta ở ngay chỗ chỉnh sửa nè, mình sẽ chọn ở đây á, là tỷ lệ khung là mình sẽ chọn là 16:9 luôn, 9:16 luôn. Và ở đây là mình sẽ bấm lưu lại, các bạn có thể đặt tên ở đây, đặt tên ở đây, còn mình thì mình cứ để đó. Rồi mình sẽ bấm lưu lại. Và đầu tiên á, là mình sẽ để cái giọng Eleven Labs xuống trước, này nó có chữ nè, mình sẽ để xuống đây. Là những cái chỗ như vậy nè, mình sẽ cắt nó đi để cho nó đủ 59 giây các bạn ha. Ok, mình sẽ tua nhanh khúc này. Rồi và sau khi 7749 bước á, thì mình cũng làm xong video tầm khoảng chừng 58 giây. Và bây giờ là mình sẽ đem những cái hình ảnh này xuống. Bây giờ thì mình sẽ lấy những cái hình ảnh này bắt đầu mình đem xuống các bạn. Ok, những cái hình ảnh này mình đem xuống thì nó sẽ có rất là nhiều cái đoạn video, ví dụ như là các bạn thử coi nha. Wolf also known as a lichen. Đó, thì bây giờ mình chỉ lấy nó tầm khoảng chừng là 3 giây thôi. Thôi cho nó 4 giây đi. Ok. Rồi còn trên B. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu vào câu chuyện các bạn. Cứ lấy để xuống. Rồi lấy để xuống. Đó, mình sẽ đi tiếp nói cái câu chuyện. Lâu, ví dụ như ba cái đi. Xong rồi bắt đầu cái mình sẽ để cái này vô. Rồi mình cho nó chạy tầm khoảng chừng này. Đó, rồi bắt đầu mình xóa nó đi. Cái này là mình làm để cho các bạn tham khảo nha. Nhưng mà các bạn làm thì mình sẽ ngồi nghiêm túc hơn. Tại vì cái này thì mình đang làm để cho các bạn thấy quy trình thôi, nên các bạn cũng đừng có đánh giá mình nha. Đó, mình làm như vậy. Ok. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cho đến hết. Ok, rồi. Tiếp tục như vậy cho đến hết. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái đoạn video nó sẽ tương tự kiểu như vậy. Rồi, và sau đó thì bắt đầu mình sẽ thêm nhạc vào các bạn. Bấm thêm vào nhạc vào. Cắt cái đoạn này, chỗ này đi. Ctrl B. Ctrl B ở đây. Xóa đoạn này, kéo đoạn này lên xíu. Đoạn này thì mình cho đến đây là kết thúc. Mình sẽ cũng cắt đoạn này, bỏ đi. Và ngay chỗ này nè các bạn, thì mình sẽ chỗ mình sẽ giảm dần, mình sẽ làm mờ dần nè, mình mờ dần nè, đó. Thì âm thanh của nó bắt đầu nó từ từ nó sẽ ngắt đi. Rồi, sau đó bắt đầu tiếp theo là gì? Để cho cái đoạn này nó hùng hồn hơn thì mình sẽ làm phụ đề. Mình sẽ làm phụ đề ở đây. Phụ đề tự động mình sẽ làm phụ đề tiếng Anh. Có rất là nhiều thứ tiếng đúng không? Nhưng mà đây tiếng Anh, thì mình sẽ bấm tạo. Thì mình sẽ bấm tạo ra cái phụ đề tiếng Anh ở đây để làm gì? Để khi mà người ta xem video, người ta có thêm phụ đề thì người ta đọc thì người ta sẽ kích thích cái con mắt người ta hơn nữa, chứ không phải chỉ có là việc mà mình xem video không. Đó, thì bây giờ nó ra được cái video như vậy thì mình sẽ chọn cái mẫu ở đây. Mình sẽ có rất là nhiều mẫu đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn cái mẫu này đi, mẫu nó nổ đầu tiên. Rồi, chữ thì chữ là chữ chữ màu vàng đi các bạn. Và đoạn văn bản thì mình để cho là 11. Rồi, mình sẽ xem video ha. A werewolf also known as a lycanthrope is a myth. À, cái này thì nó to quá đúng không? Mình giảm nó xuống. Rồi, tiếp tục nghe coi. Into a wolf or a wolf-like hybrid known as therianthropy. This transformation can occur willingly or as a result. Hay không các bạn? Trời ơi, mình tạo ra mình thấy nó giống như một cái câu chuyện kể á. Đó, bắt đầu ở đây thì mình sẽ chỉnh sửa các bạn. Chỉnh sửa ở đây mình để ví dụ như là mình từng cái thôi, mình sẽ bấm xuống dòng, hai chữ xuống dòng, hai chữ xuống dòng. Rồi ở đây cũng vậy, xuống dòng. Xuống dòng.
đó có khoảng 2-3 chữ xuống dòng vậy đó, tạo cho người ta có cái góc nhìn đó hả, nó hay hơn, nó lôi kéo người ta coi hết video chứ không phải chỉ có là xem xong rồi tầm khoảng 3 giây là người ta bỏ cuộc tao đi đó. Mình sẽ chỉnh sửa lại ha. À cái chỗ video chỗ này nè, mình kéo dài lên, mình kéo to lên đó, ok không? Rồi bên đây nữa, cái đoạn video này thì nó có sẵn rồi đúng không? Rồi thì bây giờ nó đã có xong những cái, nó đã có xong những cái này, thì bây giờ nếu như mà mình để không vậy như vậy á, thì nó cũng cũng được á, nhưng mà nó cần có thêm hiệu ứng nữa để cho nó đẹp. Thì các bạn thấy không, ở đây nó có rất là nhiều hiệu ứng nè, thì mình sẽ chọn cái hiệu ứng đây là gì, hiệu ứng đang thịnh hành, mình cứ chọn vào thịnh hành mà mình chơi đó các bạn, chọn thịnh hành rồi những cái ở đây nè nó có gì thì mình sẽ bấm chọn được không, ví dụ như thế này đi. A werewolf, also known as a lycanthrope, is a Ok myth. thì mình lấy cái khác, mình cái kiếm cái dưới đây nè các bạn, nếu như chưa có phiên bản rồ á, thì cứ kiếm đại ở cái này chớp chớp là hay nè, A werewolf, also known as a lycanthrope. Rồi nhỉ, cái này ok nè, đó xong rồi sau đó là mình có thể kéo nó hết luôn. Đúng không, cái này mình kéo dài ra đó, như vậy đi. Rồi xong rồi những cái chuyển cảnh như vậy nè, ví dụ như ở dưới đây mình coi coi có cái nào nó hay nữa mình đem vào nè, ví dụ ló đèn đi, ló đèn này thì ở ngay cái chỗ mà ma quái này nè, mình ló đèn cũng được, hoặc là cái chỗ mà à đây chuẩn bị transform qua người sói nè, mình ló cái đèn Curse or affliction. ok, mình ló đèn khúc này, đâu mình thử coi khúc này nha. Willingly or as a result of a curse or affliction. Early sources that mention belief in lycanthropy. Đó, kiểu kiểu vậy các bạn. Hay không? Đó, mình rất là nhiều thứ ở trong đây để mình bọc nè, cấp kết miễn phí dùng thoải mái các bạn ơi. Dùng những cái này rồi những ví dụ như chuyển cảnh nè. Đó, bây giờ nó đang những cái nào mà hot trend phải không? Thì mình lại tiếp tục coi bỏ những cái chữ rồ nào mình không có thì mình bỏ qua. Đó, mình bỏ qua. Ví dụ như là cái độ mờ dọc rồi đi. Từ này xuống đây đi. Bây giờ Include Petronius. lấy cái này mình chuyển qua đây. Ok, không nhắc lại. Rồi. Xong rồi mình cái khác lắc lư nè. Mình bỏ vào. Đó, mình coi thử nha. Is a mythical or folkloric Đó. creature capable of transforming into a wolf or a wolf-like hybrid known as Therian. Ồ, hay không các bạn? Làm ra một cái video như vậy là cũng kinh dị đấy. Mình làm ra một cái video mà các bạn thử nghĩ coi coi là biết bao nhiêu cái nhân vật huyền thoại mình làm ra một cái kênh như vậy rất là đỉnh luôn. Chưa nói đến cái việc kiếm tiền mà mình làm ra thôi là mình đã cảm thấy đủ sung sướng khi mà mình dùng AI và mình dùng một cái trí sáng tạo của mình để mình tạo ra cái nha các bạn nha. Sướng quá, sướng quá. Rồi ví dụ như ở đây đi, mình kéo những cái văn bản này nè, mình muốn to lên thì mình sẽ kéo cái ở đây hoặc là mình chỉnh ở đây. Đó, mình chỉnh đây cho nó to lên các bạn. Thì nếu như mà cái này mà nó bị chèn á, nó bị á, mình kéo nó lên đây. Mình kéo cho cái hiệu ứng nó nằm ở dưới đây. Ok, vậy là cái chữ nó đã rõ hơn lại nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn coi lại nha. A werewolf, also known as a lycanthrope, is a mythical or folkloric creature capable of transforming into a wolf or a wolf-like hybrid. Hay không các bạn? Đây, đây là người sói và mình là người đã tạo ra được cái video mà kể về cái câu chuyện thần thoại ma mị và bí hiểm của người sói. Thì rất là nhiều cái câu chuyện trên thế giới, thì các bạn cứ nghĩ coi mỗi một cái video như vậy là một cái câu chuyện, thì cái việc mà chịu view hoặc cái việc mà nhiều view nó là điều có thể hoàn toàn xảy ra. Vì vậy nên là những cái cách này nó hoàn toàn có thể giúp cho các bạn kiếm được tiền, không phải chỉ có kiếm được tiền bằng cái việc lập view đó các bạn. Ví dụ như các bạn tạo ra những cái hình ảnh mà nó ma mị nhưng mà mình bán được quần áo các bạn, mình tạo ra quần áo mình không phải chỉ có bán ở Việt Nam, mình tạo ra những cái trên sàn, những cái sàn mà chuyên về BOD đó các bạn, mình tạo ra cái hình ảnh xong rồi sau đó mình gửi lên, các bạn hãy tìm hiểu thêm những cái sàn đó, mình hoàn toàn có thể tạo ra được những cái hình ảnh như vậy và mình bán cho họ các bạn, bán cho người nước ngoài rất thích những cái kiểu như vậy, thích những cái kiểu cá nhân, thích những cái kiểu độc lạ, thì rất là nhiều cái thị trường để mình bán. Vì vậy nên là đây là một cái cách để có thể giúp cho bạn kiếm tiền được các bạn nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Vu Xuân Hào. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc bạn có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.